Đại lễ Phật đản Vesak 2019 khai mạc vào ngày hôm nay và kéo dài đến 14 tháng 5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Theo Giáo hội Phật giáo, Tổng thư ký Vesak 2019 thì có hơn 1.600 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó nhiều vị tăng vương, tăng thống, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu. Hơn 20.000 đại biểu là Phật tử, nhân dân trong nước cùng dự. Ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 500 bài tham luận của học giả quốc tế và Việt Nam cùng làm rõ chủ đề của Vesak 2019, cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Nhiều diễn đàn về chủ đề này cũng sẽ được tổ chức. Đại lễ Vesak 2019 còn có các hoạt động văn hóa như tắm Phật truyền thống, cầu nguyện quốc thái dân an, hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, triển lãm cổ vật Phật giáo, điều hành xe hoa, ra mắt mạng xã hội Phật giáo buta.vn. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Tổng thư ký Vesak 2019, sự kiện năm nay được tổ chức quy mô hơn những năm trước với nhiều quốc gia tham dự nhất, nhiều tham luận nhất.